Bạn có muốn bài viết Twitter của mình lọt top trending không? Bạn có cảm thấy hạnh phúc không khi điều đó thành hiện thực? Nếu có thì sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những cách tăng comment Twitter vô cùng hiệu quả mà đã được kiểm chứng. Tại sao bạn nên tăng comment Twitter? Đối với mục đích phát triển thương hiệu. Khi một bài viết của bạn có nhiều lượt comment, profile cá nhân của bạn sẽ có cơ hội xuất hiện nhiều và liên tục trên newsfeed của nhiều người dùng Twitter khác. Khi profile xuất hiện càng nhiều, Mức độ nhận diện thương hiệu của bạn sẽ càng tăng và đó cũng là cơ hội không thể nào tuyệt vời hơn để thương hiệu của bạn có thể phát triển mạnh mẽ trên mạng xã hội Twitter. Đối với mục đích kinh doanh online, tăng khả năng tương tác đến với khách hàng, bài viết có nhiều comment sẽ thu hút người dùng và tạo cảm giác muốn xem hết nội dung trên bài viết đó của bạn. Tạo niềm tin với khách hàng, đây là hiệu ứng đám đông. Khi bạn thấy một bài viết có nhiều lượt comment, bạn sẽ nghĩ rằng sản phẩm hay dịch vụ đó uy tín nên mới được nhiều người dùng quan tâm như vậy tăng tỷ lệ chuyển đổi thành công đơn hàng, chính vì nhờ có nhiều lượt comment trên bài viết đó. Sự gia tăng về tỷ lệ người quan tâm sẽ giúp bạn nhận được thêm nhiều sự tin tưởng và tạo ra cho mình nhiều đơn hàng có giá trị mà bạn đang mong muốn có nhất. Các cách tăng comment Twitter hiệu quả trên thị trường hiện nay có rất nhiều cách để tăng comment Twitter, sau đây chúng tôi sẽ liệt kê một số cách phổ biến như sau. Cách 1. Tăng comment Twitter bằng cách chạy quảng cáo cách này yêu cầu bạn phải biết cách sử dụng chức năng quảng cáo của Twitter. Với cách này chi phí cho mỗi lượt comment sẽ rơi vào khoảng 3.000 đến 10.000 đờ comment, giá này phụ thuộc vào lĩnh vực mà bạn muốn quảng cáo. Cách này bạn sẽ không gặp bất cứ rủi ro nào cả. Quan trọng là sản phẩm hay dịch vụ của bạn không vi phạm chính sách quảng cáo của Twitter. Nhưng đổi lại bạn sẽ mất khá nhiều thời gian cũng như chi phí để đạt được số lượng comment mong muốn. Cách 2. Tăng comment Twitter bằng cách nhờ bạn bè cách này thì khá là thủ công và đôi khi rất phiền đến bạn bè chỉ một số rất ít bạn bè thân thiết của bạn mới sẵn sàng để lại một comment cho bài viết của bạn. Còn không đa số sẽ rời đi. Cách ba tăng comment Twitter bằng cách sử dụng dịch vụ của Auto Marketing Pro chúng tôi cung cấp dịch vụ tăng comment Twitter với giá 126.000đ 25 comment Twitter. Thời gian hoàn tất đơn hàng vô cùng nhanh chóng. Người comment hoàn toàn là ngẫu nhiên. Tuy nhiên đối với cách này, bạn chỉ tăng comment bằng chữ, không tăng comment bằng hình ảnh được. Trên đây là những cách hiệu quả giúp bạn tăng comment Twitter nhanh chóng. Hãy thử áp dụng chúng ngay đi và chúng tôi tin bạn sẽ thành công đó. Ngoài ra, chúng tôi có thêm đầy đủ các dịch vụ mạng xã hội khác. Tổng hợp các dịch vụ iSocial, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ YouTube, dịch vụ Discord, dịch vụ Instagram, dịch vụ Reddit, dịch vụ Facebook, dịch vụ Sao Cloud, dịch vụ LinkedIn, dịch vụ TikTok làm số. Lượng lớn liên hệ admin để được giảm giá liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí hotline. 0877496688 Zalo 0877496688 tunmarketing.pro chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, ISO social chất lượng cao, dịch vụ Facebook, dịch vụ Instagram, dịch vụ TikTok, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ. Liên hệ ngay website tunmarketing.pro, hotline 0877496688 để được tư vấn miễn phí.